đó tí nhé. Em qua đây giùm chị đi. Chứ không được bao giờ đâu có nói gì hết.
mua hay là mua mấy triệu đó, nếu mà đi mình đi mấy chục triệu còn đâu là cũng là gì chịu khó thế nha ba, cái cầm nó sưng lên cho nó nhức lắm không em, chịu khó thế. Chờ nó không được lâu.